Xin mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Bonsai Cần Thơ. Dạ, hôm nay bên kênh Bonsai Cần Thơ có về quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, có đến chỗ Nhân để giao lưu cùng quý cô chú, anh chị một số phôi mai vàng ạ. Đây, những cái phôi bonsai mini để quý cô chú có thể chọn lựa để giao lưu ạ. Rồi, chào Nhân ơi. Dạ, chào anh Phương ơi. Dạ, mến chào cô chú bác anh chị gần xa. Hôm nay con có về 29 phôi mai, có mong được sự ủng hộ của cô chú bác anh chị gần xa. Số điện thoại con là 0939198843, số đó cũng là số Zalo ạ. Và con bao xiết toàn quốc ạ. Đây là phôi số 1 ạ. Rồi, mã số 1 quý cô chú anh chị ơi. Dạ, cây nguyên cây sầu hết trơn luôn nghe cô chú. Đế rất là quái ạ. Đây, sầu hết trơn này. Lùng lực. Mã số 1, đầu số điện thoại cá nhân ơi. Số điện thoại của em là 0939198843. Rồi mà chương trình mình bao ship toàn quốc ạ. Là nguyên lô này mình đã bao ship hết ha. Dạ. Mã số 01. Rồi, xin thông số luôn Nhân ơi. Thôi, lùng lực bonsai để vàng ạ. Đâu cái cổ này. Cái cổ này là 18 à. Rồi. Dưới này cục sầu. Vị trí này là 25 à. Chiều cao là 33 à. Mã số 1 này có giá là 1 triệu đồng à. Mã số 1 giá 1 triệu quý cô chú anh chị ơi. Tiếp theo là mã số 2. Theo mã số 2 cũng là phô mai sầu lùng lực nữa à, cũ chà bá luôn à. Đây, sầu nhiều lắm. Rồi, xin thông số luôn nha. Xù hết trơn luôn cô chú, lùng lực. Chí này là 22 à. Rồi. Đâu nguyên cái cũ. Nguyên cái cũ đặt này là 37 à. Chiều cao là 25 à. Mã số 2 này có giá là 900 ngàn luôn à. 900 ngàn, mã số 2. Tiếp theo là mã số 3. Đây là mã số 3 à. Số 3 này là cũng là quái, là rất là quái cây à. Để nôm lực cũ chà bá luôn. Tay cành có. Cái này nó hồi như là cái dồi của con voi vậy cô chú. Dơ lên như là cái dồi. Cái này nó cũng lên xù ở trên đây à. Đặc biệt nó quái cây là nó như cái bàn tay của mình mà nó còn có 4 ngón nha cô chú. Nó bị dây đi ghê gần, bị người ta ăn trộm, bị người ta chặt hết ngón rồi. Mai bàn tay hả? Dạ. Rồi. Rất là giống cái bàn tay của mình luôn à. Nè. Đây, để đưa cho cô chú coi. Đó, nhưng mà mắc hết ngón thôi. Rồi. Rồi, thông số luôn đi Nhân ơi. À, ngay cổ này là 14 à. Rồi. Nguyên cái cũ đặt là 33. Rồi. Chiều cao là 50 à. Rồi. Mã số 3 này có giá là 900 ngàn à. 900 ngàn quý cô chú anh chị ơi, mã số 3. Tiếp theo là mã số 4. Theo là mã số 4 là nguyên con thú à. Mã số 4 một con thú. Rồi, thông số luôn đi Nhân ơi. Cái cổ này là 12 à. Rồi. Chiều cao là 27. Dưới bụng này là 16. Dài con thú là 13. Mã số 3 có giá là 900 ngàn à. 900 ngàn. Mã số 4. Mã số 4 nhé. Rồi, mã số 4 là có giá là 900 ngàn à. Rồi, tiếp theo là mã số 5. Theo là số 5 à.
năm này nó quái cái này nguyên cục không cô chú. Đây à, nó có xù nách luôn mà mấy cái nách nó bể xù cho mà. Rồi thông số luôn nha ơi. Vị trí này là 20 à? Rồi 20. Chiều cao là 50 à? Rồi. Mã số 5 này có giá 1 triệu trắng à? 1 triệu quý cô chú anh chị ơi, mã số 5. Tiếp theo là mã số 6. Theo là mã số 6 à? Mã số 6 này nó quái như con ốc dặn vậy nha cô chú. Như con ốc nó dặn xong rồi nó ngóc cái đầu lên. Rồi xin thông số luôn. Mã số 6. Chí này là 17 à. Rồi. Chiều cao là 35 à. Mã số 6 là có giá là 600 ngàn luôn à. 600 ngàn. Mã số 6 với cô chú anh chị ơi. Tiếp theo là mã số 7. Đây là mã số 7 à. Mã số 7 này là da me hết trơn nha cô chú. Nguyên cái da me từ đây hết trơn luôn. Rồi thông số luôn. Chí này là 22 à. Rồi 22 Quỳnh Thăng. Chiều cao 40. Rồi. Mã số 7 này có giá là 600 ngàn luôn à. 600 ngàn quý cô chú anh chị ơi. Mã số 7. Tiếp theo là mã số 8. Đây. Rồi thông số luôn nha. Vị trí này là 24 ạ. Rồi 24. Chiều cao là 50 ạ. Rồi. Mã số 6 này có cái bị một cái này nhưng mà con xử lý cô chú. Đây. Đó. Rồi xử lý rồi con. Rồi. Mã số 8 có giá là 600 ngàn à. 600 ngàn mã số 8. Tiếp theo là mã số 9. Theo là mã số 9 à. Mã số 9 này rất quái đó, giống như con hươu cao cổ rồi cô chú. Nó 2 giờ trước 2 giờ sau ngóc cái đầu lên trời. Nó cũng già cây cái gốc này nó muốn lên cám rồi. Đọc số điện thoại cái... Số điện thoại con là 0939 198 843. Số đó cũng là số Zalo luôn à. Rồi, thông số luôn nha. Một con hươu cao cổ. Vị trí này là 18 à. Rồi. Chiều cao là 70 à. Rồi. Mã số 9 này có giá là 600 ngàn à. 600 ngàn mã số 9. Tiếp theo là mã số 10. Theo là mã số 10. Số 10 này đó, dưới này là lên da cám rồi. Rồi thông số luôn nha. À, vị trí này là 20 à. Rồi 20. Chiều cao là 40 à. Rồi. Mã số 10 này có giá là 600 ngàn luôn à. 600 ngàn mã số 10. Tiếp theo là mã số 11. Theo là mã số 11 ạ. Mã số 11 có cái hẹo này là con xử lý hết trơn rồi nghe cô chú. Rồi
Rồi, thông số luôn. Mã số 11. Để vị trí này là 17 à. Rồi. Chiều cao là 38 à. Rồi. Mã số 11 này cũng có giá là 600 ngàn luôn à. 600 ngàn, mã số 11. Tiếp theo là mã số 12. Theo là mã số 12 à. Mã số 12 này nó bể xù nách chân rồi cô chú. Rồi khúc dưới này là da cám hết trơn, lên được cái gốc này. Rồi. Có hai cái này con cũng xử lý rồi vô nhà vườn. Cây này rất là quái cây rồi chú, nó đi lên là nó ngóc cái đầu. Rồi. Siêu phong hồi đầu. Dạ. Rồi thông số luôn nha nè. 9 này là 20 à. Rồi. Chiều cao là 35 à. Mã số 12 có giá là 800 ngàn à. 800 ngàn mã số 12. Nói chuyện rồi. Tiếp theo là mã số 13. Theo là mã số 13 à. Mã số 13 này là cũng có xù nách nữa rồi chú. Khúc dưới thì lên da cá, xù cám chân rồi. Đây nguyên gỗ ghế, còn giờ trên đây là xù nách chờ. Rồi thông số luôn nha. À, vị trí này là 19 à. Rồi. Cái cũ đặt là 37 à. Rồi. Chiều cao là 65 à. Mã số 13 cũng có giá là 800 ngàn luôn à. 800 ngàn mã số 13. Đọc số điện thoại là cái nhân này. Số điện thoại của con là 0939 198 843 và con 3 ship à. Đây là mã số 14 à. Mã số 14 này cũng là xù cám á, trên cái góc luôn nghe cô chú. Đây, trơn rồi. Lên da cóc luôn. Ồ. Trời. Rồi, xin thông số luôn nha. À, vị trí cổ này là 21 à. Rồi, 21. Chiều cao là 80 à. Rồi. Mã số 14 này cũng có giá là 600 ngàn luôn à. 600 ngàn, mã số 14. Tiếp theo là mã số 15. Đây là mã số 15 à. Có 3 cái giò rất là ngộ nghe cô chú. Rồi, xin thông số luôn nha. Nó hai vị trí rồi. Vị trí này thì 26 à. Rồi. Còn vị trí dưới đây là 30 à. Rồi. Chiều cao 50 à. Mã số 15 này có giá là 700 ngàn à. 700 ngàn mã số 15. Tiếp theo là mã số 16. Theo là mã số 16 à. Số 16 này có xù mà nó quái cây rất là đẹp nha cô chú. Có mấy cái mặt cắt này đó chủ vườn cắt nhưng mà con xử lý keo hết trơn rồi nha cô chú. Gốc lên da cóc hết trơn. Rồi thông số luôn nha. Mã số 16. Này đó hai vị trí. Vị trí này là 13. Vị trí dưới đây là 23. Chiều cao 50 à.
Mã số 16 là có giá 1 triệu chẳng à. 1 triệu mã số 16 quý cô chú chị ơi. Tiếp theo là mã số 17. Đây, mã số 17 là cũng là cây gián thú nữa nha cô chú. Có cái nó đi ăn trộm bị chú vườn bắt chính rồi, chặt hết giò rồi. Chạy không kịp. Rồi, hơn số luôn nha. Đo ngay cái cổ này. Ngay cái cổ là 20 à. Rồi. Còn gần gần cái đít là 22 à. Rồi. Giàn thú là 15 à. Chiều cao 30 à. Rồi. Mã số 17 có giá là 600 ngàn luôn à. 600 ngàn, mã số 17. Tiếp theo là mã số 18. Theo là mã số 18 à, cái này cũng như con kỳ đà vậy cô chú. Rồi, thông số luôn nha. Chỉ này là 17 à. Rồi. Hình thú là 20 à. Chiều cao là 30 à. Mã số 18 mà cũng có giá là 600 ngàn luôn à. 600 ngàn. Mã số 18. Tiếp theo là mã số 19. Mã số 19 này có sù nách luôn à. Rồi, thông số luôn nha người. Quỳnh Thăng là 23 à. Chiều cao là 50 à. Mã số 19 này có giá là 700 ngàn luôn à. 700 ngàn, mã số 19. Rồi, tiếp theo là mã số 20. Theo là mã số 20 à. Mã số 20 này giống như là con ếch nè cô chú. Hai cái đùi. Rồi. Vị trí là 18 à. Rồi. Chiều cao 47 à. Mã số 20 này có giá là 800 ngàn à. 800 ngàn, mã số 20. Tiếp theo là mã số 21. Theo là mã số 21 à. Đây. Còn thú nữa à. Hai giò luôn à. Này giò, này giò. À, có mấy cái này nó sù nách chân. Mấy cái này chủ vườn chặt rồi đó. Con xử lý keo cho nghe cô chú. Rồi, thông số luôn nha. Mã số 21. Vị trí này là 18 à. Rồi. Chiều cao là 40 à. Rồi. Mã số 21 là có giá là 800 ngàn luôn à. 800 ngàn. Mã số 21. Đó là mã số 25 à. 22 à. 22 là cây mai sụ hết trơn luôn nha cô chú. Quá khứ cái cục này. Mã số 22. Rồi, thông số luôn đi nha. Vị trí này là 19 à. Rồi. Ngay cái cục sù bú này. Ngay cái cục này 29 à. Rồi. Chiều cao 24 à. Dài cây súng là 30 à. Mã số 22 có giá 1 triệu 200 ngàn à.
1.200.000 mã số 22. Tiếp theo là mã số 23. Mã số 23 ạ. Số điện thoại cá nhân. Số điện thoại của em là 0939198843, số đó cũng là số Zalo ạ. À. Số 23 này nó cũng xù cám hết trơn cái gốc nha cô chú. Nó rất là đẹp cây à, nó hồi đầu lại à. Nó có cái này con xử lý xong rồi nha cô chú. Tí xíu à. Rồi. Này giống con ốc. Rồi, nhưng xin thông số luôn nha. Vành thăng là 15 à. Rồi. Chiều dài 26 à. Đo nguyên cái con ốc nè. Này, vị trí này là 23 à. Rồi. Mã 23 này có giá là 600.000 luôn à. 600.000 mã số 23. Tiếp theo là mã số 24. Theo là mã số 24 à. Rồi, xin thông số luôn nha. Vị trí này là 20 ạ. À. Rồi. Chiều cao là 50 ạ. À. Mã số 24 này có giá là 600.000 luôn ạ. À. 600.000 mã số 24. Tiếp theo là mã số 25. Theo là mã số 25, cây cái gián thú nè. À, có cái lên sườn da me hết trơn. Rồi, thông số luôn nha. Đo cái cổ. Đo một cây. Cái cổ này là 16 à. Rồi. À, hai cây là 22 à. Chiều dài con thú là 10 à. Chiều cao 20 à. Mã số 25 này có giá là 700.000 à. 700.000 mã số 25. Tiếp theo là mã số 26. Như mã số 26 ạ. Rồi, thông số luôn nha. Vị trí này là 22 à. Rồi. Chiều cao là 55 à. Rồi. Mã số 26 rồi có bảy giá là 700 luôn à. 700 mã số 26. Mã số 27 à. Rồi, xin thông số luôn. Vị trí này là 18 à. Rồi. Chiều cao là 75 à. Mã số 27 này có giá là 600.000 à. 600.000 mã số 27. Tiếp theo là mã số 28. Sau là mã số 28 à. Số 28 này da me hết trơn nha cô chú. Đế khá. Ở thằng rất là quái, thằng là lắc à. Như me toàn thằng. Rồi, thông số luôn đi nha. À, số 28. À, vị trí này là 14 à. Rồi. Nguyên cái cũ này là 23 à. Rồi.
Chiều cao là 70 à, chiều cao là 80 à. Mã số 28 là có giá là 1 triệu trắng luôn à. 1 triệu mã số 28 của chú anh chị ơi. Tiếp theo là mã số 29. Theo là mã số cuối cùng luôn à. Mã số cuối của video quý vị ơi. Ôi. Dáng siêu. Sang dòng đấy nha. Rồi, xin thông số luôn. Vị trí này là 19 à. Rồi, 19 bình thân. Chiều cao một thước à. Rồi. Mã số 29 này có giá là 900 ngàn à. 900 ngàn. Mã số 29. Chương trình mình là bao ship hết thôi nha. Dạ, bao ship toàn quốc à. Rồi, để cứu video con kinh chính chúc sức khỏe cô chú bác anh chị gần xa. Rất mong được sự ủng hộ của cô chú bác anh chị gần xa. Con xin cảm ơn ạ. Công an xa Cần Thơ cũng xin kính chào quý cô chú anh chị. Hẹn gặp lại video tiếp theo ạ.